Quý vị và các bạn thân mến, rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn một đôi loa nghe nhạc rất nổi tiếng của Nhật Bản. Đó là đôi loa Pioneer CF F990. Trước mắt quý vị là toàn cảnh đôi loa Pioneer CS F990. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, quý vị thấy rất rõ đây là một đôi loa được thiết kế rất gần guốc, hầm hố. Trên mỗi thùng loa được trang bị một loa bass 30, một chép và một vi tinh chỉnh. Như vậy quý vị thấy rất rõ là chiếc loa bass của nó có đường kính là 30, hay còn gọi là bass 3 tấc, được cố định bởi một viền kim loại sáng trắng có 4 tai, mỗi tai được cố định bởi 2 chiếc ốc vít lục giác. Trên chiếc loa chép cũng như vậy, nó được trang bị một vành kim loại sáng trắng có cố định 4 góc bằng 4 ốc lục giác. Quý vị thấy đặc biệt là chiếc loa bass của nó được cấu trúc bởi màng giấy hoàn toàn và gân xếp vặn. Loa chép của nó màng giấy gân vặn. Đây là một vi tinh chỉnh rất nhạy, chỉ giảm một chút là có thể tăng giảm ngay lời hoặc là mid hoặc là tiếng chép. Như vậy với dụng ý thiết kế cấu trúc này thì rõ ràng nó tập trung vào thể hiện lời chung ngọt ngào, dày dặn, đằm thắm. Và đặc biệt là đôi loa này rất nặng, nó nặng vào 28kg một thùng. Đôi loa đẹp xuất sắc, không có một vết sứt sẹo nào cả từ e căng trở đi. Xin nhắc lại, nó nặng 28kg một chiếc. Như vậy là đủ nói lên củ nam châm ở trong thùng của nó khủng như thế nào. Đây là toàn bộ thông số kỹ thuật của đôi loa này, loa Pioneer Modern CS F990, công suất 70W, trở kháng 8 ohm, made in Japan, sản xuất tại Nhật Bản. Như vậy là một đôi loa được sản xuất để tập trung vào nghe những thể loại nhạc trữ tình, ngọt ngào. Và đặc biệt nó sẽ cho tiếng trung âm rất đầy đặn. Và với cấu trúc thùng như thế này và loa như thế này thì nó sẽ cho tiếng trung âm rất là sâu, dày, ngọt nhờ màng giấy. Nó không phù hợp để cho quý vị nghe nhạc Daisy hay nhạc vũ trường. Xin nhắc lại là quý vị không nên nghe nhạc Daisy vũ trường với đôi loa này. Nó rất phù hợp để nghe nhạc không lời, nhạc trữ tình quê hương, nhạc vàng tí tách. Đặc biệt nó không kén âm ly, quý vị có âm ly nào cũng có thể ghép với nó được. Tuy nhiên nếu ghép với san xui, nó sẽ cho âm ấm, trầm, dày dặn. Và tôi đang ghép nó với chiếc âm ly san xui 707XTRA. Quý vị không cần quan tâm đến âm ly tôi đang giới thiệu về loa, còn quý vị có âm ly nào cũng có thể ghép được với nó. Ở clip trước tôi đã giới thiệu một clip về chiếc âm ly Sansui Alpha 707XTRA. Như vậy quý vị thấy rất rõ là giọng của ca sĩ nổi lên lồng lộng và rất là sâu, tiếng dày. Và nhờ cấu trúc với màng giấy như thế này gần xếp vải thì tiếng của nó rất ngọt, nó lên đủ dài. Ngay từ cái nhìn đầu tiên là chúng ta đã biết ngay đối tượng và thể loại hướng đến của đôi loa này, đó là những thể loại nhạc trữ tình, những người không thích nghe nhiều tiếng bass, tập trung vào nghe sự sạch sẽ, chi tiết, tách bạch, ngọt ngào, dày dặn của trung âm và tiếng sự sáng của giải cao. Và các bạn có nhu cầu mua đôi loa này, xin vui lòng liên hệ với Cương Audio Lai Châu theo số điện thoại 0918 099 388. Xin nhắc lại 0918 099 388. Giao hàng toàn quốc. Khi gọi điện thấy không liên lạc được hoặc thấy không bắt máy, quý vị vui lòng để lại tin nhắn, tôi sẽ phúc đáp tất cả tin nhắn của quý vị và các bạn. Oh,
quá tuyệt vời phải không quý vị? Ở thể loại nhạc này nó như vậy là xuất sắc lắm rồi.